Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Ngày hôm nay anh triệu tập em qua nhà của anh vì có một chuyện rất trọng đại. Anh cần em phải tập trung lắng nghe thật kỹ lưỡng. Là một người chơi Minecraft thì chúng ta phải biết sinh tồn. Nhưng bởi vì em sinh tồn quá ngu nên ngày hôm nay anh quyết định kêu gọi em qua bên đây để giải quyết vấn đề sinh tồn ngu của em đó, Ruby. Chính vì thế hôm nay anh sẽ đào tạo em một khóa sinh tồn và em cần phải đi chơi sinh tồn với anh. Ai ra? Hết làm gì kia, tắt cái vòi nước đi coi. Tắt cái vòi nước đi coi. Nhìn bực mình còn đánh lại nè hả. Ra đây biểu, ra đây biểu ơi, ra đây biểu. Ngồi xuống đó, ngồi xuống. Trời ơi, bây giờ anh nói gì mày nghe không? Em nghe chứ trời ơi. Nghe gì nhắc lại coi. Gì quên nè anh. Không nghe rõ. Vậy mà kêu nghe, vậy mà kêu nghe, vậy mà kêu nghe. Mày á, sao lần nào cũng vậy thôi luôn. Sao lần nào cứ tới mấy cái đoạn quan trọng là em cũng gọi là em ngồi. Hết ăn, hết nhảy rồi mày đi vô mày rửa chén luôn. Mày làm như mày tốt quá, mày rửa chén giùm anh luôn. Tốt quá ha. Sao bình thường tao ngờ mày rửa chén, mày hang lên hang xuống. Xong thì hôm nay cái bắt đầu gọi là vô đây nghe cái câu chuyện quan trọng á, mày vô mày rửa chén. Rảnh hả? Đây là người tốt làm việc tốt chứ ba. Người tốt việc tốt, người tốt việc tốt. Mày đứng lại cho anh. Đứng lại đó, tao bắt được mày là chết như thế nào. Đứng lại. Trời ơi, mệt muốn chết luôn á. Giờ Ru ơi, mày chạy dữ vậy. Ủa, Ngọc Hoàng, con Ru đâu? Hả? Đây. Trời ơi, mệt quá, đau đầu quá. Suy giảm trí anh được cái gì mà chạy mất xung quân ơi. Ê, tính ra tao lượt mày, tao mệt chứ mày mệt chi trời. Mày đứng lên coi. Đứng lên. Đây. Đánh nữa. Đây à, bây giờ để anh nói em nghe nè. Để anh nói em nghe, vô đây ngồi nói chuyện nào ngoài coi. Vô đây. À, để anh nói cho em nghe nè. Khi đã là một dân chơi Minecraft thì phải biết sinh tồn, bây giờ mày biết sinh tồn chưa? Trời ơi, tất nhiên rồi, xin trân trọng giới thiệu với anh. Em là Jimbo sinh tồn. Gà nhất sinh tồn là Ruby TV nha các bạn, là núp Ruby nha các bạn. Anh đã nói rồi, chơi cái gì phải tìm hiểu game một chút bây giờ nè, để anh nói nè. Để có thể gồ được sinh tồn là em phải đi chơi chung với anh. Mặc dù là anh cũng gà y chang em vậy đó, nhưng ít ra anh phải dạy em mình MMG, hiểu chưa? Hiểu. Rồi. Nhìn cái mặt mày hiểu chứ liền á. Bây giờ đi ra đây. Giờ đi đâu? Bây giờ chúng ta sẽ đi sinh tồn, đi ra đây. Đó, từ mở cửa các bạn ạ. Mở cửa ra con. Đây. Từ đóng cửa lại để không Ruby nó về trước, nó chôm hết đồ trong nhà tôi. Đó. Đây. Ra đây, lộn đường rồi, qua đây. À không, bên kia đúng rồi, lộn. À, dừng khoảng chừng 2 giây. Hai người may mắn trong lần này đó chính là Tuy Quay và Thuy Nguyễn. Anh chào bắt cô kể chuyện đi. Thay vì làm bắt cô kể chuyện thì bây giờ tôi có cái chuyên mục là rút thăm may mắn trúng thưởng để gọi là trả lời câu hỏi cho mỗi video nè anh em. Nếu như thế thì tôi có thể trả lời câu hỏi của anh em trong bất kỳ video nào mà không nhất thiết phải là bắt cô kể chuyện. Một like cho hảo ý kiến của Ruby. Cái này Ruby nó kêu tôi làm á anh em. Hảo ý kiến. Sao anh chọc Ru vậy? Anh biết làm như thế vui lắm không? Tôi cũng vậy. Không biết sao nhưng mà một ngày không chọc được Ru là ngày hôm đó tôi buồn lắm anh em ạ. Anh em có giống tôi không? Anh em có muốn tôi chọc Ruby nhiều không? Thì anh em đừng quên đây là bình luận phía bên dưới nha. Ok, và đợt rút thăm thứ hai đã kết thúc rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục video nào. Let's go. Em ơi đừng khóc bông tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai bùng tắt. Oh my god, anh em à, ông bà xưa của chúng ta đã từng dạy rồi. Tiên học lễ, hậu học văn. Người lớn làm việc nhỏ, người nhỏ làm việc lớn. Người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải có mở bài, thân bài và kết bài. Giống như cái việc các bạn đi vào trong một cái quán phở, các bạn ăn nắm chung ơi. Người ta gọi đó là mở bài và thân bài. Vậy kết bài ở đâu? Kết bài là cái đoạn các bạn đi ra tính tiền, người ta gọi cái đó cái hậu quả đó. Nói gì hết, tôi quyết định dạy Ruby sinh tồn ở phiên bản thấp trước. Đó chính là phiên bản 1.8. Cái phiên bản từ thời Napoleon cởi chuồng tắm mưa tới giờ luôn các bạn ơi. Nhưng không sao, phiên bản này BBB hơi bị giết bờ gồ. Và tôi vừa mới chế tạo được xong cho hai cây kiếm anh em ạ. Phiên bản này kiếm hơi bị giết bờ gồ luôn. Từ từ bây giờ tôi phải ra tôi đưa kiếm cho Gu cái. Mới cho 5 ngàn, vừa mới cho 5 ngàn
Mày xuống đây chơi. Gì vậy? Đây đây. Ủa mày lấy đâu ra kiếm sắt vậy? Ây à, đau mày, đau. Chính ra nãy giờ em xin nói với anh luôn, em là một con người và nói là siêng năng cần cù thì bù siêng năng chỉ có cần cù bù không bên mày. Thì anh thấy em không? Em đã có bộ giáp mà anh còn chưa có bộ giáp là. Ủa mày lấy đâu ra bộ giáp với kiếm sắt vậy? À mày đừng có nói mày lấy cái kiếm sắt này quen quá ta. Em ăn cắp của anh chứ đâu. Anh đồ, anh vừa mới tặng mày kiếm sắt luôn á luôn. Em ăn cắp của anh đó chứ em đâu biết gì đâu. Trời ơi, tôi vừa chứ tặng cái kiếm sắt thì nó lại lấy có cái kiếm sắt rồi anh em ạ. Rồi bây giờ xin tổng nào qua đây đến chỉ cái tiếp theo nào. Đây nào, bây giờ là có vũ khí rồi nè, đi qua đây. Qua đây, trời sao cái Ruby này nó cứ ngáo ngáo ngơ ngơ hừng sao á anh em thề. Bây giờ nha, mình sẽ đi, mình lấy hình động vật đó. Và hiện tại phiên bản này hình như tôi nhớ không nhầm là thịt cừu nó vẫn chưa có anh em ạ. Để tôi giết thử con cừu coi nó có thịt chưa nha. Quá chà. Ồ, cừu chưa có thịt thiệt anh em ạ. Nên bây giờ chúng ta phải đi kiếm những con động vật khác như là heo, bò, chuồng ngựa rồi đó. Cừu ơi, cừu ơi, cừu đâu rồi? Làm sao anh thấy cừu? Cừu ơi, cừu đâu rồi? Cừu bỏ nhà đi bụi luôn rồi anh em ơi. Trời ơi, đang đói bụng chiêu nó đi kiếm loài nó bỏ nhà đi bụi. Trời ơi, tôi khổ quá mà đói vậy mà nó chạy đâu mất tiêu rồi. Ủa, con nhìn nó về kìa. Gào! Anh ơi, chạy đi mày con. Khổ đau, khổ đau, khổ đau, khổ đau cái đầu mày á. Nãy giờ anh đi kêu đi kiếm đồ ăn có đồ ăn chưa? Ừ, cũng được việc hết nha. Ê mà tao kêu mày đi lâu vậy mày kiếm được về cho tao có 3 miếng thịt gà, thịt heo vậy mày. Em đi thịt thỏ nữa tại vì em lỡ ngồi chơi với heo với ngựa. Chơi suốt ngày biết chơi mà. À để anh nói nè, trong cái phiên bản này là có một cái phiên bản BB đúng gu của Ru luôn biết sao không? Tại vì cái kiếm trong này sẽ đánh liên tục được. Mày có cần phải test lên anh không? Mày cần phải test lên anh không? Hả? Thì té thử xem coi anh có nói thiệt hay không. Té cái đầu mày á, đây nè, bây giờ lấy thịt ăn đi nè mày. Đâu? Đó, còn mấy miếng thịt ở trong gương á, cho em hết á. Lấy đây. Lấy rồi, trời ơi, sao không cần đâu, em nhiều thịt lắm anh ơi. Rồi, bây giờ lấy giáp đi nè bà nội. Trời ơi, bà mặc cái giáp da khổ quá, lấy giáp đi. Đó, đúng rồi, lấy cái giáp mặc vô để cho nó rồi là giết bà gồ xíu coi. Trời ơi, đẹp gái. Trời ơi, rồi, biết bà đẹp gái rồi, rồi nè. Tôi để dành được rồi là mấy cái để dành được chế tạo cho bà một đống con tên đây nè. Đây nè, bây giờ đi học bắn cung nè bà. Tên cho nha. Trời, lại học bắn cung nữa hả? Lại học bắn cung chứ có đồ ăn chưa? Rồi. Có đồ ăn rồi đúng không? Ok rồi, bây giờ mình sẽ dẫn Gu đi chỉ Gu tập bắn cung anh em ạ. Chứ Gu còn núp bắn cung lắm. Điều anh, qua đây. Làm gì có ai thương Gu như vậy? Có ai gì Gu đến đây? Từ từ, xin lỗi. Chị là thấy gì không? Thấy cái gì không? Không. Chần chần trước mặt không thấy, tao bát cho cái đầu mày giờ thấy cái gì không? Thấy rồi, giờ em giờ làm gì vợ? Đó biết cái đó người ta gọi là cái gì không? À, cái nhà. Cái nhà cái đầu mày, cái đó người ta gọi là đồ của mình. À đã, bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách làm một người lương thiện nè. Làm một người lương thiện á là không có được trộm cắp, không có được nói dối, không có được gọi là lạng lách đánh võng. Nhưng mà với trường hợp này mình đang nghèo đói là mình chỉ đang cướp của người nghèo chia cho người giàu thôi, em hiểu không? Đi, heo anh, vô đó. Ok, em biết anh là người xấu nên là em sẽ luôn đi heo anh. Chỗ này chán quá. Cái gì mà chán trời, mày chưa mày đứng yên con chiếc đầu quá, mày đứng yên. Đứng yên. Đây. Bây giờ là xuống đây nè. Đó. Thấy chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Gì vậy? Ê, đập cái nút ra, đập cái đạn biến ra, đập ra. Ui, sợ quá. Sao không đặt đường xuống mà mày lại nhảy xuống vậy Gu? Phương. Thì em có biết. Ôi. Gì vậy? Ôi gì vậy? Bỏ vô đi, từ. Ồ, ai vậy? Có mấy cái hấp dẫn của ta, từ để tôi bỏ bớt đồ của các anh em mà. Ơi, có kim cương nè mày. Em lấy ngọc lục bảo. Ơi gì? Nè. Ơi em biết gì không? Kim cương quý hơn em ơi, ngọc lục bảo chỉ đổi đồ thôi. Ôi, anh có kim cương anh đi lên này có bài rồi. Bây giờ tôi phải chế tạo cho mình một cái kiếp kim cương hết anh em ạ. Đây. Go. Bởi vậy em là một núp BBB nên là anh sẽ cho em cái kiếp kim cương. Á, à, rồi mày quăng cái kiếm sắt lại cho anh. Mày thấy nào cho nó khác được không? Vậy em còn mỗi cái đó biết em quăng gì vậy? Thì quăng phải quăng cái gì đó nó hấp dẫn xíu chứ trời. Rồi ok, từ từ cái quả trứng này là quả trứng gì vậy? Sandworm. Ủa sandworm hình như là sâu sâu cát đúng không? Ui ơi, em
lấy được cục thịt siêu to khổng lồ nè. Ơi tính ra mày không phải một mình em có đâu nha, anh cũng có đâu. Ai mày kè ai đây, kè ai đây, quánh bây giờ. Bây giờ đố em gọi là BB bằng anh trong phiên bản này luôn. Trời ơi, con tuổi à. Vô mày Giang đừng. Vô mày đừng. Vô Vô. Trời ơi, go nước. Khoan anh em ơi, hình như nãy tao thấy gì đó sai. Ê, mày nôn hết đồ trong người mày ra tao coi. Vậy? Hồi nãy tao thấy gì nó xanh lắm. Cái gì nó xanh mà nó tận 4 món rồi. Mày quăng ra cho anh coi, anh hình như anh qua mắt trong mặt. Á đù. Mày chết luôn. Mày chết đúng không? Mày chắc chắn chết luôn. Mày không thể nào mà mày vừa mới vô, mày không có đi mai, mày chỉ có đứng một chỗ mà mày có dám vứt ngay cho anh. Chơi xin tội mà chết. Vứt. Nhanh lên. Học đầu cái hối đi chơi mà chết gì vậy? Ủa mà cái này là cái gì vậy? Cái chứng bỏ anh. Ai biết đâu cái chữ này nó có ghi chữ gì mà sandworm là gì ta? Sandworm. Ơ mày giỏi tiếng Anh không? Đây sandworm là bánh sandwich đó hả? Sandwich đầu này á, hình như cái này. Sandworm hình như là con sâu đúng không ta? Từ từ. Phải không? Con worm là sâu đúng không? Linh Google dịch cái mấy. Đúng rồi, con sâu cát. Trời ơi, đúng rồi, con sâu cát mày ơi. Đây là con sâu cát. À, cái con nó cũng nhỏ thôi. Trời thử anh. Ai ăn qua nè. Gì ơi? Là nó ăn đúng không? Từ cô hỏi đây tên gì? Bay ơi là mồi lên đây mày. Lên đây. Em lên. Trời ơi. Đúng rồi, em lên hết đồ chứ đâu. Mày đâu rồi? Em đây nè. Ui cái con này ghê quá vậy. Ui. Chết rồi, không được, chết tao xuống nước đi bây. Anh đâu có trường ra đi, để đánh trại của nó giờ. Nè, xuống nước nè. Múc nước, ví dụ mà nó tán mình lên, mình đặt nước được. Nó đâu rồi ta? Đây. Ê, hình như nó kìa Gu ơi. Ê, Gu ơi, nó đuôi mày kìa. Ôi, Gu đâu? Ôi, Gu đâu mày? Ê, đừng có nói cái con sâu nó nuốt con Gu mày nha. Mày nuốt Gu đi, mày chết mày tên xô mày rồi con. Ê, đứng lại, tao khô máu với mày luôn nè. Tao sợ thiệt đấy mà mày dám nuốt Gu Bi mày. Đứng lại. Ê, tôi chết rồi, giờ nó nuốt Gu Bi rồi, giờ sao các bạn ơi. Ê, hình như rồi nó nuốt tôi luôn rồi anh em, cái đậu xanh. Ê, thấy là anh trai. Ủa, cái này là từ đâu vậy, chỗ nào vậy? Dạ, thấy là em với anh đã hưởng lộ bình an với nhau, em với anh. Hưởng lộ bình an cái đầu mày, hình như cái này là trong bụng của con sâu nè. Ê, tôi nghe tiếng tim đập của con sâu anh em ơi. Hả? Ê, Gu ơi. Anh biết. Kì anh. Đừng nói anh em mình trong đây luôn nha. Đánh nó, kêu nó cho nó thả nó ra, đánh nó. Em chứ. Anh lấy cái này không? Cái này là miếng thịt đó anh. Em với anh đang đứng trong miếng thịt đó. Ủa, cục này là cục gì vậy? Ui, anh biết không? Em vừa đụng cái cục này nó sẽ làm cái tia axit và axit nó sẽ giết anh á. Hả? Qua axit giết hả? Ồ. Ê, cục. Ê, hay nha, từ, ủa vậy là bây giờ mình phải làm gì vậy? Bây giờ thì mình phải tìm cách thoát ra chứ sao, mày anh muốn đi hoài. Trời không muốn ở đây đâu, từ, đánh nó đi Gu ơi. Ai da. Ui. Ủa sao mấy con... Ủa nhưng mà sao mấy con slime này không đánh mình ta? Ui. Ôi. Nó đánh em, anh đánh em á. Anh nhầm. Ui, cái màu xanh này gì vậy? Ủa bên đây là gì vậy? Ôi. Đánh nó. Ủa sao anh vẫn còn nghe tiếng? Ôi, trái tim. Ủa cái này phải trái tim không? Ê, hình như là trái tim luôn à. Anh nghe tiếng đập. Từ từ. Rồi, trái tim anh. Ê, trong đây có quái vật không? Ê, trái tim mình nó có làm gì mình không ta? Trái tim mình có làm gì không ta? Ê, mày bắn tao đúng không? Không, em đừng có bắn anh đâu. Trái tim mình đánh anh. Thôi bắn, trái tim nó bắn anh. Ê, bắn nó.
Mày, mày không hết đâu con trai, Tobi không tình yêu. Mày, ơi sao con, sao trái tim của nó trâu quá vậy? Ui anh ơi, vậy là cái, hay là cái này giống như là mình đang phải vượt qua từng ải á anh. Ai biết đâu mày... Ủa tính ra trong bụng con sâu mà cũng vượt ải nữa, mấy má giống vượt nhà tù vậy ba. Mày, mày, ui, sao mày, mày không bắn? Ôi yes, yes, yes. Ủa, tự nhiên giết, tự nhiên đấm đi trái tim nó ra cái gì vậy? Hả? Đây là thiên sinh lớn. Mày chạy ra, chạy ra bỏ mày ra, chạy ra tao ra. Em có thấy cái gì không? Cái con gì nó có một mắt kìa, ghê quá à. Ủa bên đây là con gì vậy? Ui anh ơi, tiểu cường, tiểu cường đâu ơi, tiểu cường đâu ơi. Ui tiểu cường trong đáng yêu thế nhờ. Mày, mày vậy phía sau lưng là anh à. Vậy a vậy đây mày. Ui ôi con dê, đừng có đánh tao. Em có đánh anh đâu, em đang bắn tiểu cường mà. Bắn đi, bắn tiểu cường đi rồi, tiểu cường đi rồi, tiểu cường đi rồi, tiểu cường đi rồi. Ê bên đây anh thấy có cánh sáng gì nhảy nhảy ghê lắm ơi. Ủa bắn được cánh sáng không? Ờ anh thử bắn coi. Ồ chết rồi nè, chết rồi nè, chết rồi nè. Đây. Hình như cái chỗ này là cái chỗ con mắt luôn. Ê mắt kìa cô ơi, mắt kìa mắt kìa, bắn nó, bắn nó. Ui hai con luôn. Mày, mày đây, em giết được con rồi, em giết được một con rồi. Bắn tiếp rồi, hai. Ê, ê, giật mình, trời ơi, giật mình. Giết mấy con này, mày ở đâu? Đâu, ở đâu nữa? Đâu, đừng đi đâu. Đây, nó nhiều đường lắm anh, em thấy là nó nhiều đường lắm. Bên đây sao tôi nghe cái tiếng của con vậy ta? Ủa còn đường nào đi không? Ê bên đây có đường đi nè cô ơi, Ôi, hình như là mình đang đứng trong dạ dài của nó anh. Ui. Đấm heo heo ơi. Mày hả heo. Đây. Nhầm, xin lỗi, nó nhầm. Mày. Mày đấm tao. Rồi. Ủa bên đây còn nhiều. Ôi lại tiểu cường. Lại tiểu cường, bắn tiểu cường. Mày ơi cái anh xé nó kìa cô. Ủa cái anh xé nó làm gì mình vậy? Thì anh lại thử đi, anh sẽ biết được. Thôi trong dạ dày con này ghê lắm mày ơi. Trời ơi, đã là trong dạ dày quái vật thì chắc chắn là mấy con này cũng sẽ là quái vật thôi. Bây giờ mình tới bắt đầu mình không chịu bắt đầu, chúng ta bắt đầu mày á. Mày. Đây. Mày. Anh ơi, anh xé là mù anh ơi, em đang bị mù. Ủa con đó là mù hả? Mày đánh ra mày, tao đang bắn rồi chứ bắn nó làm gì? Anh xe với chúng tôi, Ủa sao cánh sáng này anh bắn không được ta? Ở đây được rồi. Ui nhiều cánh sáng luôn ơi, nhiều cánh sáng luôn ơi. Mày, anh xe nó đánh này mình á anh ơi. Mày. Mày. Ơi cây kiếm, ơi cây kiếm sắt đánh được cánh sáng luôn ơi. Cái gì hả? Anh bắn nó rồi, anh bắn nó rồi. Cái nước của anh, anh vừa mới đổ nước ra. Từ anh bắn nó luôn, anh bắn nó. Chưa được. Mày. Ôi còn cái anh còn cái mày. Ây da. Sao bắn tao? Nó bắn của anh sáng kìa. Ây da. Rồi. Đánh nó. Dùng kiếm đánh nó. Để anh. Mày. Ôi. Dùng kiếm đánh nó. Mày. Ok, được rồi. Còn một cái ánh sáng nữa nè. Mày tới công chuyện rồi. Mày. Ây da. Chết rồi. Ôi, em đâu mất tiêu rồi. Ôi trời ơi, sao lúc mà mình cần nó. Sao lúc tao cần mày, mày chạy đâu mất tiêu vậy? Có mình anh đây à. Mày. Mày bỏ quay anh. Chết rồi, bị lạc rồi. Anh em mình lạc nhau rồi em ơi. Mày. Ôi mấy con tiểu cường này nhìn ghê quá hả? Ôi mấy con tiểu cường này nhìn ghê quá. Mày đâu rồi? Em đây. Em đâu rồi nè. Từ từ. Anh giết được mấy con tiểu cường, rồi. Từ từ, bên đây anh thấy hồi nãy còn một cái đốm sáng. Đốm sáng trốn rồi đó. Cái đốm sáng nó nguy hiểm. Ôi anh ơi, sao lưng anh nè. Đó đây. Mày. Đánh nó luôn. Em bị mỏi. Ok. Anh đánh nữa. Rồi qua tầng tiếp theo. Ê, lại đốm sáng kìa. Ui. Anh ơi, coi chừng anh ơi, phía sau anh kìa. Đây, anh thấy rồi. Ơi. Em vừa mới tìm được một cái vũ khí mà. Ôi, mày tìm được mày ơi. Hả? Ê cái này bắn đã không? Mày ô.
Ui, được giá ơi, cây này vip ra, cây này vip. Mày hả Tiểu Cường? Rồi Tiểu Cường đi rồi, Đi tiếp luôn Ngu ơi, bây giờ không ngán Ngu ơi, đi thôi. Tại em không ngán nào, mày... bảo vệ anh hết. Ui, một phát em sáng đi luôn nè. Ui, có gì đây? Mày. Ui, có gì đây? Anh bắn rồi, anh bắn chết rồi. Ê, tiếng tim đập bên đây hả ta? Mày, ủa tiếng tim đập ở đâu rồi ta? Anh vừa mới nghe tiếng nó rống lên nào. Ơi nè, tiếng tim đập này Đu ơi. Ê, cái trái tim này hồi sinh. Ê, cái con này nó hồi sinh trái tim được hả? Trái tim này nãy mình mới bắn xong mà. Mình như là nó có nhiều trái tim á anh. Không, trái tim này mình mới bắn xong nè, cái cung anh còn vứt ở đây nè. Ui, vậy tức là cái trái tim không dí được nó, mình phải đi tìm cái khác. Mình phải đi tìm cái bộ phận khác của nó để mình bắn, như là cái con này nó có thể hồi sinh được trái tim anh em ạ. Từ từ. Thế thì cái gì để giết được nó ta? Từ từ, anh em biết cái gì giết được cái con này không? Mày. Ui, từ từ để tôi ăn rồi tôi hồi máu anh em. Mày. Ơi mà cái cung lô đưa VIP thiệt cô ơi. Phải VIP chứ anh, trời ơi, em đang tới anh đây. Come. Qua đây em ơi, anh đang cố gắng anh giết đây nè, trời ơi đông quá, Tiểu Cường không à. Ui, em cũng bị chặn đường quá trời nè anh. Ồ, anh biết rồi cô ơi. Anh biết rồi cô ơi. Cái ánh sáng màu đen là làm mù mắt, còn ánh sáng màu xanh là đẩy mình ra xa. Còn cái ánh sáng màu đỏ lên nó gây đam. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Hề luôn, đây nhiều quái luôn anh ơi. Anh cũng đang ở bên chỗ nhiều quái lắm em mà. Anh đang cố gắng để đi tìm cái chỗ đó để giết được con sâu này cái đã, để tìm đường ra cái đã. Cái mỏ đó đâu vậy? Ok, anh bắn con sáng, còn con sáng đi rồi, con sáng đi rồi. Mày hả? Mày. Anh Tiêu Cường đây, Tiêu Cường. Ủa sao em có thêm cái kiếm nữa vậy? Tại vì em vừa mới lượm được cái kiếm á. Ê anh, ê có cây nào nữa không cho anh với? Dạ có, em lấy 7 cây nè mà anh. What? Em cầm kia à. Có gì 7 cây ghê vậy? Ủa mày lấy đâu ghê vậy? À thì lấy ngay cái lúc mà lấy cái hộp kia á. Nhưng mà em đập rồi, nè cho anh cây kiếm á. Ủa trong bụng con này mà cũng có vũ khí nữa hả ta? Đúng rồi anh, vậy nó mới ảo ma Canada. Nó ảo ma Canada vậy mày? Ê mày có chết không vậy? Không, nghĩ sao em lại chết trong khi là nó tặng cho em luôn. Ôi ảo ma vậy ba? Từ từ mày. Ê. Ok một con rồi nè, một con đi rồi nè, qua luôn cô ơi, trời của lửa cô ơi. Anh qua trước đi rồi em mới qua được chứ. Mày đây, con bự này mà mình bắn nó là nó sẽ ra được cái nước gì đỏ ghê lắm. Mày rồi. Nó ra cái nước đỏ lên chết, nó ra nước đỏ lên chết rồi đó. Mày ok được rồi, qua tiếp theo thôi. Lại mấy con mắt. Ồ, cái cung này bắn mấy con mắt có một phát chết rồi. Ê, cái đầu đâu? Mày. Mày, ok, được rồi. Từ từ. Bây giờ đi đường nào đây? Ê, trong đây có gì nè, rồi. Ê, trong đây có gì nè. Cái như là cái não anh ơi. Từ, bắn mấy cái xe. Mày. Ây da, nó bắn mình. Hello. Ôi, cái bộ não bắn em. Ui, cái bộ não này nó biết tấn công anh em ơi. Mày. Ây da. Ôi, hình như bộ não nó có phòng vệ vậy anh. À đây rồi, bắn hết mấy cái ánh sáng nó phòng vệ. Bắn hết mấy cái ánh sáng là mất lớp bảo vệ. Bắn đi luôn. Ôi. Yes. Ôi. Cái này ủa cái gì anh? Ôi, cái gì vậy? Hello. My name is Eagle. Ủa này là cái gì? Lấy cho được không? Lấy được gì không? Có đồ không? Có quà không? Có quà, có tiền không? Có tiền thưởng gì không? Hả? Hello. Cuối cùng mình cứ được ra không vậy? Ui, cuối cùng được ra không? Ê, đừng có đánh ta mày. Ui, cái gì vậy? Hello. Ô. Ê. Ê, mình ra được rồi nè. Ê, mình ra được rồi. Đây. Oh my god. Wow. Ủa vậy là từ từ thử quăng cục này ra coi nó còn không. Ai em nghĩ là nó chết rồi á. Không, quăng ra xa xíu, quăng thử coi nó còn không. Nó rồi. Em nghĩ là nó chết rồi, trời ơi, đó mà còn sống á. Em sủa gâu gâu cho anh luôn. Ủa nó chết thiệt rồi anh em ơi. Giờ tụi tôi tiêu diệt tụi nó rồi. Oh my god. Bài học rút ra, đừng bao giờ xài đồ các bạn lụm lật được trên đường, nếu không các bạn sẽ giống Ruby và Sido. Ok đây bạn. Thôi nói chung là hôm nay Trinh tồn tự nhiên cái vô cái bị nút vô bụng sau này ghê quá anh em. Tôi đem cái video từ đây và nếu bạn nào muốn go gọi là quay về video nữa, càng hay cho các bạn coi thì các bạn đừng quên like, share và subscribe cho video này nha. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những cái tiếp. Bye bye, mệt mỏi quá rồi.